Xin chào, chào mừng bạn trở lại với channel của mình là Quốc Bảo đây. Ở video này mình sẽ khui hộp. Mình vừa mới săn được một món 1K nè. Săn được một tay phone Landon GM Super Bass nè, giá 1K. Và những món đồ lại cực rẻ. Để mình mở ra, mình mở cái hộp này ra coi mình sử dụng nó coi nó sao. Để chắc có chất lượng 1K có đáng tiền không hay không nha. Rồi. Chúng ta cùng mở hộp ra. Mình thường săn hàng trên Lazada lắm. Và trên Shopee chứ. Shopee và Lazada nữa. Lâu lâu làm kèo, lâu làm kèo à. Cũng để giải trí nữa. Săn cái này để vui là chính, giải trí là chính. Như đây chừng là chưa tới nhiêu ta, 28k 3 món. Một tay chơi liên quân, một nút đánh như một tay tay nghe. Đó, kèm mới vô thấy hợp kìa. Đây thùng cũng có tưởng kỹ càng lắm đó. Một cái con đây 1K đây, đây là món thứ nhất, là món 1K đó các bạn. Đây cũng đóng gói cũng khá ok lắm nha. Đây 1K mà mang bên. Món hai này là món gì đây? Đây là gì? Đây là nút chơi. Mua về để mình dùng thử thôi, mình review thử thôi chứ có gì đâu. Như món này bao nhiêu ta? Món này là rồi. Món này là hậu giỏi cho liên quân 10k. Cái này là đồ đồ như là đồ chơi game, cầm chơi game đó. Đây giá là 17k. Mấy món này 10, món này là 17k, 17k nè. Mấy cái này 10k, cái này 17k, ba món 28k. Làm gì các bạn mua được giá giá này, đây lâu lâu lên săn lần mới được. Bạn nào mà muốn mình chỉ cách săn thì bạn để lại comment nha, mình hướng dẫn các bạn những cách săn. Những cách săn hàng một món rất là nhiều, hàng 1K, 1K, 9K rất là nhiều. Đây mình bữa nay mình đi từ cái review cái này trước nha. Này là ta chơi tay, chơi tay cầm chơi game nè. Mở thử coi. Rất là ok nha. Cho đêm lấy tội đây. Ủa, đã lắm á. Bây giờ mình lấy điện thoại mình nhé, thử nha. Đó, hợp lý đó các bạn. Cầm rất là dễ chịu nha. Xứng đáng với 10k đó. Xứng đáng luôn. 10k công nhận xứng đáng thiệt. Cầm rất là im tay luôn. Im tay. Đây, em mở cái này mình gắn vô nữa luôn. Này mình kỹ chưa? Một cái roi nè. Bạn nào muốn mua từ cái thì mình để link dưới video nha. Để link này, để link này và để link này luôn. Đó. Đây, gắn thử. Gắn thôi chứ chưa có game nữa chơi đâu. Làm sao trời? Gì không? Chân quá. Có lý đó các bạn. Ok, khá chắc chắn nha, bấm được nè, đó, bình thường. Cái thằng nhạy, mình bấm thử nha. Mình trở ra đi. Đẹp này nhưng bấm thử cái này coi. Thử cái Google Chrome nha. Khá rất là nhạy luôn nha. Siêu nhạy đấy. Rồi, tắt máy mới được. Nó mình tắt cái này để mình gắn cái phone thử coi. Mưa rất ồn các bạn. Đây là món thứ ba đây. Nên coi em này, món này là món dơ 1k mình săn nè. 1k. Hay đóng hộp này. Đóng hộp chất liệu hộp
với chất liệu bọc đựng cũng khá là trơn tru nha, hoặc là dễ cầm đó. Đây cho mọi người xem tai nghe. Tai nghe cũng khá ok nè, những cái đầu đầu nút nè. Mình sẽ cho sẽ coi giá giá thiệt của từ cái bây giờ bạn so sánh nha. Giá này là giá khuyến mãi đó, nhưng mới chăng được 1k thôi, chứ giá này nó là 6-70 ngàn đó. Thôi mình ghi thử vẫn còn xài được không. Này của ngoại em nghe nè. Thôi nghe thử thôi, nghe cô quảng cáo thử đi. Tai nghe này khá ok các bạn, không hư không gì hết, nghe rất là êm tai. Có chức năng điều khiển nữa nè, nè điều khiển nè, bấm là nhận, bấm là giữ công tắc, bấm nhận công tắc. Đằng đây nó có một cái mít nữa, ở đây là có cái nút nè, nút để mình kẹp trên tay nè, thấy không? Đó, khá là ok luôn. Trong đây những món có cái này thì mình thấy nó 17k nó hơi mắc thôi, còn cái này là ok 10k, cầm rất là im tay. Đây nè, cầm rất là im tay luôn, dễ chịu dữ dằn, cầm không có dụng mỏi tay đâu. Ba món thì mình thấy giá như vậy cũng rất là rẻ rồi. Để mình lấy rồi, các bạn muốn mình mua những video review gì nữa thì các bạn hãy để lại comment nha. Hoặc các bạn muốn mua sản phẩm giá rẻ gì thì mình đã comment, mình sẽ hướng dẫn làm một cái video cho các bạn xem. Rồi, nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh để mình ra những video mới, các bạn sẽ nhận được trước và tạo động lực cho mình ra những video mới. Bye, nhớ nhấn subscribe và like nha. Bye. Rồi, giờ chúng ta sẽ gắn đồ vào và chơi nha. Để mình test thử ba món cho bạn xem. Ở đây là nó cho chúng ta những lỗ ghim luôn nè. Đây nè, ở đây là các bạn thấy không? Đây là lỗ ghim nguồn nè. Ở đây là lỗ ghim tai phone. Không bị chỉnh chút xíu rồi. 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 Đây là nút chơi, chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta ghim tai phone vô trước thử nha. Rồi, khá ok luôn. Thôi giờ mình bỏ tai phone đi, mình không chơi tai phone đâu. Mình mua bộ này chủ yếu là mình để chơi game thôi. Bỏ tai phone đi. Rồi, chúng ta gắn gắn nút này vào nè. Chưa biết gắn sao đây. Gắn kiểu gì? Cái gì nữa? Đưa ngay nút nó không? Không, gì là sai. Gì mới đúng. Gì nè. Đè xuống, đè liệt, đè mạnh xuống cái gì vậy? Đè bóp mạnh xuống cho nút xuống. Chúng hết vô. Rồi ok. Rồi nè. Đó. Bây giờ chờ mình làm thử chặn cho bạn xem nha. Để mình test thử nó nhạy không, với tay cầm im nha. Mình thấy tay cầm khá là ok đó. Cầm gắt đi mà. Rất là dễ chịu. Ủa sao mà hình không é không ta? Tại mình lấy điện thoại dở mình quay, các bạn thấy điện thoại camera nó không được xịn cho lắm. Mình khóa sáng luôn đó. Cầm chỗ này nó mới rõ nè. Rồi chúng ta bay xuống khu cổng trời đi. Sao tự mở ta? Chưa, không mở.
xem làm xíu. À, đi nè, chưa trước rồi. Ok, mới xuống bắn này. Camera này này quay không được rõ các bạn ơi. Chưa đâu, mình đi lấy xe xem bắt nét nét mới được. Mắt đưa lên trên đây mới rõ nè. Đây mà bạn phải thấm một cái miếng nước hay gì á, tại nó hiếm hơi nè, nó không có cố định được. Em nghe bắn thử nha, test thử thôi rồi mình thoát ra. Chơi nhiều quá các bạn la này la nọ công mà có giảm thanh luôn nè. Chưa quen với cái này. Thôi đi kiếm nào bắn đi. Bình thường như lúc chơi này đi qua là quẹo quẹo nè, đi thẳng nè, đưa lên đi thẳng. Hết nút khi khá vậy luôn ơi, kệ nó. Nó kia kìa. Rồi. Nó có giáp mà không có giáp rồi. Rồi. Các bạn nào muốn mua thì mình để link với dưới video nha. Thấy hàng cứ thấy hàng nó cũng khá ok đó. Bye.